Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Hồ sơ S và mình là Nguyễn Nguyễn. Ở trong video trước thì Nguyễn đã đọc cho các bạn nghe chương 7 và chương 8 trong bộ truyện Đất Quỷ, tác giả Hoàng Easy và Phạm Hoa. Thì trong video ngày hôm nay Nguyễn sẽ tiếp tục gửi đến cho các bạn chương 9, chương 10 trong tác phẩm này ha. Và như thường lệ thì các bạn đừng quên like, share và quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn. Các bạn nhớ nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh để khi Nguyễn Nguyễn ra video mới thì các bạn sẽ là người đầu tiên được nhận thông báo ha. Và nếu các bạn nào có những cái câu chuyện do các bạn tự sáng tác muốn Nguyễn đọc lại thì các bạn đừng ngần ngại liên hệ với Nguyễn Nguyễn theo địa chỉ email là nguyennguyen.vlog2512a@gmail.com. Và các bạn cũng đừng quên ha, là Nguyễn còn có một kênh kể chuyện ma có thật do những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn từ khắp nơi. Và đường link của kênh chuyện ma có thật, đường link email nè, đường link Facebook nè, đường link page và đường link group, đường link donate ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn, tất cả đều có trong phần mô tả cũng như là trong phần comment. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Tóm tắt một xíu về cái đoạn cuối cùng của chương 8 cho các bạn dễ hình dung ha. Lúc đó là Hoàng cùng với ba người nữa là ông Chánh, là ông Kiên với lại ông Tài á, là họ họp nhau với lại vừa chơi đánh bài mà vừa uống bia. Thì đang chơi bình thường thì Hoàng mệt quá cho nên là Hoàng xin đi ngủ trước và nằm xuống tại chỗ luôn. Và trong cái lúc mơ mơ màng màng á các bạn, Hoàng tỉnh dậy ha. Thì thấy là ba người anh của mình á đột nhiên biến thành ba con quỷ và trên tay của họ cầm ba cái lá bài nhìn rất là kỳ lạ luôn. Và cái cảnh cuối cùng mà Hoàng nhìn thấy được á là họ đang giết chết nhau. Và trong cái ly á thì nó không phải là bia mà toàn bộ là máu và nó đổ ra ướt đẫm cả cái tấm ra giường luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của chương 9 trong bộ truyện Đất Quỷ được mang tên là Nghi Thức Dân Mình. Dừng lại ngay! Anh Chánh, Kiên, ông Tài trồ trố mắt nhìn tôi. Ủa, sao vậy Hoàng? Tụi tao đang nhậu mà mày dừng gì mày? Cái khùng á! Tôi lắc lắc cái đầu, nhức quá đi mất. Tất cả nãy giờ hóa ra chỉ là một cơn ác mộng kinh hoàng. Không có gì đâu, em nằm mơ thấy vớ vẩn thôi. Ba người họ lại tiếp tục chơi bài, chẳng quan tâm gì đến tôi. Cảm thấy ngột ngạt cho nên tôi ra khỏi phòng, đưa mắt nhìn về phía cửa sổ. Ngoài trời bắt đầu đổ mưa. Mùa này ở Đà Lạt cũng có mưa cơ à. Tôi đột nhiên cảm thấy khó chịu, cho nên đi vào trong thang máy. Chắc phải đi xuống dưới tìm gì đó chua chua để uống giải bia. Bất chợt, đèn phía trên nhấp nháy chuyển sang một màu đỏ lè. Thấy bảng điều khiển tự động chạy lên, tôi biết cái thứ này lại chuẩn bị đem tôi tới lầu 4 nữa rồi. Lần này tôi bình tĩnh hơn, không còn ngạc nhiên hay sợ hãi quá mức. Nếu số phận muốn tôi khám phá những bí mật ẩn phía sau, tôi chẳng cần phải trốn chạy nữa. Tôi sẽ đối mặt với nó, dù nó là gì hay là ai. Cánh cửa thang máy mở ra, đập vào mắt tôi lại là không gian ảm đạm lạnh tanh đến rợn người. Tôi bước đi từng bước trong hành lang vắng vẻ, đưa mắt nhìn qua, rồi nhìn lại. Hẳn sẽ có một bí mật hay manh mối gì đấy để giải quyết chuyện này. Bỗng, tôi giật mình. Tấm bảng phòng 404 không còn đặt trước cửa phòng nữa. Nó đã được treo hẳn lên trần nhà. Nghe mùi hôi tanh phảng phất đâu đó trong không khí, tôi nhận ra mùi này rất giống mùi của chú Hưng hôm qua. Tôi nhanh tay lấy điện thoại ra, bật đèn pin lên, ly ánh sáng về phía trần nhà. Loại trần đúc kiên cố không phải trần thạch cao. Tôi phát hiện ra những vết ố đen, có nước nhiễu xuống từ những khe nứt. Tôi đánh liều bước đến gần hơn, tôi phát hiện ra một cái lỗ to bằng tấm gạch bông trên trần. Dường như mùi hôi tỏa ra từ đó. Nhìn qua nhìn lại thì có một chiếc thang xếp được đặt gần ở đấy. Tôi vác nó tới vị trí chiếc lỗ, phải leo lên xem thử mới được. Đã có quá nhiều người dặn tôi không nên tò mò, nhưng nếu tôi chẳng làm gì cả, chuyện này rồi sẽ đến đâu. Mỗi bước chân lên thang,
Cái lỗ đen kia ngày một gần, mùi hôi cũng dần nặng hơn. Không chịu nổi nữa cho nên tôi lấy tay bịt mũi lại. Bấy giờ, cái đầu tôi đã lọt qua khỏi chiếc lỗ. Tôi từ từ đưa đèn pin lên, phải coi thử thứ gì đang nằm trên vách trần. Vừa đưa ánh sáng vào thì bàn tay tôi như đông cứng lại. Xác của ông Hưng đang nằm trên đó, thịt chảy xuống như lát bơ đặt trên chiếc chảo nóng. Vũng nước đen xì nhớp nháp xung quanh cái xác. Lũ dòi bọ đang đục khoét cơ thể của ông Hưng. Có những con chui lúc nhúc vào khóe mắt. Chúng ăn từ từ, nhãn cầu như sắp rớt luôn ra ngoài. Quá sức kinh hãi, tôi trượt chân ngay khỏi thang, té ùn xuống đất. Lưng tôi đập rất mạnh vào sàn nhà như thể vài cái xương muốn gãy nát ra mất. Tôi đau đớn lồm khồm bò dậy, tay chộp ngay lấy điện thoại. Tôi chạy thật nhanh về phía cầu thang bộ. Phải xuống báo cho mọi người biết thôi. Giờ thì đã có bằng chứng rõ ràng về thế lực hắc ám. Vừa chạy, trong đầu tôi vừa suy nghĩ. Chính quỷ dữ đã mang ông Hưng về để tiếp tục rút hồn. Con quỷ này chắc chắn là quỷ đã được triệu hồi tại phòng 403A năm đấy. Tôi không rõ bây giờ nó đã mạnh lên chưa, nhưng bốn người đã chết dưới tay nó chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn. Dưới sảnh, bà Hậu đang ngồi nói chuyện phiếm với mấy anh chị lễ tân. Nhìn thấy tôi chạy xuống với vẻ hớt hải, bà Hậu hỏi ngay: "Ủa, có chuyện gì vậy con?" Tôi thở không ra hơi, cố gắng đáp: Dạ, cô ơi, con thấy xác của chú Hưng ở trên lầu, ở trên lầu 4, chú Hưng chết tuyệt rồi." Mọi người nghe tôi nói xong, ai nấy đều xanh mặt, họ bắt đầu xôn xao. "Cái gì, gì mà kinh khủng vậy? Có tiền không đó?" "Ủa, lầu 4 ngắt thang rồi mà." Tôi trả lời ngay: "Nhưng còn thang bộ, nhanh lên mọi người ơi, lên đó nhanh lên, con không có đùa đâu." Mọi người cùng tôi chạy huỳnh huỵch lên lầu. Lúc sau, chúng tôi đã tiếp cận tầng 4 của khách sạn. Tôi trợn mắt. Ôi không, tấm biển 404 đã biến mất. Cái lỗ phía trên trần nhà cũng chẳng còn. Tôi bối rối nhìn qua ngó lại. Giờ phải làm sao đây? Con quỷ ấy cố tình hại mình chăng? Đâu con? Còn thấy xác chú Hưng ở chỗ nào? Dạ, con. Sao kỳ vậy anh? Hôm qua em thấy anh đưa chú Hưng tới bệnh viện rồi mà. Ừ, đúng á, làm sao anh? Anh giải thích đi. Tôi bối rối nhìn mọi người. Miệng tôi khô cứng, chẳng biết phải nói thế nào nữa. Cho nên đành bất lực cúi mặt xuống. Thôi, cho con xin lỗi mọi người. Khi nãy chắc con uống hơi say nên chắc là bị ảo giác. Con xin lỗi mọi người rất nhiều. Bà Hậu lắc đầu: "Mày mốt không có được lên trên này nữa nghe chưa. Có tấm băng cảnh báo thi công ở thang bộ mà con cũng xé nó ra nữa. Thiệt lạ." Tôi cúi đầu, gật gật, dạ, chẳng dám nhìn mặt ai. Mọi người khó chịu vừa đi xuống vừa bàn tán: "Ê, sao tôi nghi ông này chơi đồ quá à?" "Ừ, gì mà ảo giác làm thế ghê." Bà Hậu quay mặt lại nhìn tôi: "Xuống lẹ con, lần sau mà con còn lên đây là con mắt xếp khoa đó." Tôi đưa tay vò tóc. Vậy là coi như mình thất bại hoàn toàn trong việc chứng minh có sự tồn tại của quỷ dữ. Sẽ chẳng còn ai tin lời mình nói. Con đường phía trước ngày một khó khăn thêm rồi. Đêm nay tôi ngủ một mình. Anh Chánh ở lại bên phòng của ông Tài và Kiên, còn sếp Khoa thì không về khách sạn. Nằm trên chiếc giường giữa căn phòng điều hiu, tôi trầm ngâm chẳng biết mình phải làm gì tiếp theo. Tôi cứ suy tư mãi rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ. Tôi thấy khung cảnh một buổi chiều tà, những lùm cây rậm rạp ven con kênh dài. Ông Tài đang đè một đứa con gái xuống bụi cỏ, mặc cho nó khóc lóc van xin. Thằng Kiên thì đứng bên ngoài quan sát canh chừng. Hai người thay phiên nhau xâm hại đứa bé ấy. Cuối cùng, sau khi thực hiện hành vi đồi bại đến kinh tởm của mình,
Ông Tài siết cổ con bé cho tới chết. Kiên lấy một tảng đá to buộc dây vào. Hai người cùng nhau đẩy xác đứa bé xuống con kênh. Sau đó bóng Kiên và ông Tài dần khuất sau những bụi lau sậy. Tôi giật mình tỉnh giấc, mồ hôi nhễ nhại hết cả trán. Tôi vừa thấy chuyện quái ác khủng khiếp gì thế này. Mọi thứ thật đến mức tôi có thể nhớ rõ tiếng gào khóc tuyệt vọng của đứa bé đáng thương, giọng cười khoai khoái độc địa của ông Tài và thằng Kiên. Tôi nhìn vào chiếc đồng hồ trong không gian lờ mờ của căn phòng. 3 giờ sáng, một con số tròn trĩnh và chứa nhiều bí ẩn. Mà chẳng lẽ trong quá khứ hai người anh em của mình đã gây nên tội ác đáng kinh tởm như vậy ư? Không, không thể nào. Thật khó tin, thật khó để mà tin. Tôi tiếp tục nằm xuống, đưa mắt nhìn lên trần nhà. Nếu như có một thế lực nào đấy đứng đằng sau, đang âm thầm tìm cách thao túng tôi, tôi chỉ mong đó không phải là thế lực xấu. Sáng thứ tư, ngoài trời có mưa bay. Tôi ngồi dưới sảnh làm ngụm cà phê nóng. Hôm nay tôi mệt trong người nên có gọi điện xin sếp Khoa cho nghỉ một bữa. Ông ấy cũng vui vẻ đồng ý và dặn dò là cố gắng hoàn thành sớm. Vậy là chỉ còn có 3 người ra mảnh đất làm việc hôm nay. Dự báo thời tiết của Đài Khí tượng Thủy Văn. Tôi lắng tai nghe đài. Thông tin về một cơn bão đang hình thành và theo dự đoán, vùng tâm bão và hoàn lưu bão chịu ảnh hưởng trực tiếp chính là tại nơi này. Tôi nhíu mày, lạ nhỉ, mùa này mà lại có bão cơ à? Mưa ngoài trời chắc đang thể hiện cho thời tiết ngày một xấu. Không biết điều này có liên quan gì tới việc triệu hồi quỷ đang diễn ra. Sau khi ăn sáng xong, tôi tính mặc áo mưa ra Đà Lạt chơi cho khuây khỏa. Dù sao thì bữa giờ cũng chưa đi đâu nhiều. Bỗng điện thoại vang lên, là số máy bàn. Alo, Hoàng ơi, qua nhà thờ đi, tôi có việc gấp cần phải nói với cậu đó. Lạ nhỉ, đây là lần đầu tiên Lâm gọi cho tôi. Chắc chuyện không hay lại xảy đến nữa rồi. Mặc áo mưa vào, ngồi trên con xe máy cũ mượn, tôi phóng thẳng về phía nhà thờ. Tới trước cổng, tôi đã thấy Lâm cầm ô trên tay đứng chờ sẵn. Chúng tôi cùng nhau đi vào phòng thờ phía sau, nơi có tượng của cha Adole. Thầy vừa gọi điện cho tớ. Lâm ngồi xuống chiếc ghế gỗ, cậu ta nhìn rồi nói tiếp. Cậu là người đã mượn quyển kinh ấn quỷ của thầy đúng không? Tôi gãi đầu. Hả? Hình sao? Ý cậu là cuốn sách dày cộm cũ nát mà viết bằng cái ngôn ngữ gì đó đúng không? Phải. À, tớ mượn giùm con bé Hoa đó. Cậu biết nó mà đúng không? Cái con bé nổi tiếng ở trong xóm mình mà có tài lẻ về tâm linh đó. Lâm gật đầu. Biết chứ, tớ và thầy cũng rất tin tưởng vào Hoa. Nhưng cậu có chắc ngoài Hoa ra không có người nào khác đã chạm vào sách không? Tôi tròn xoe đôi mắt. Ý cậu là sao? Lâm đứng dậy khỏi ghế. Cậu ta hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh ra. Đã có người xé mất một trang sách trong quyển kinh ấn quỷ. Cái gì? Thật á? Thật á? Ừ, thầy vừa gọi cho tới lúc sáng đó, bảo tôi cảnh giác. Vì loại quỷ đề cập ở trang sách đã bị xé đó, đã từng được triệu hồi ngay tại vùng đất này trong lịch sử. Tớ có nói là đang ở gần cậu, cho nên thầy bảo tớ hỏi xem là cậu biết ai làm cái chuyện này không. Tôi gãi đầu. Nhưng mà cậu nói rõ lý do hơn tí đi. Cái quyển sách đó là thế nào? Lâm nhìn ra ngoài cửa sổ. Có thể vì muốn một ngày nào đó Hoa sẽ đi theo con đường trừ tà, cho nên thầy đã cho Hoa mượn. Cuốn sách ấy nói về hiện thân của 72 đại ác quỷ và sư đoàn đi theo chúng. Trong sách mô tả rất rõ cách triệu hồi hiện thân, cũng như cách giam cầm quỷ. Xong á, thì cuốn sách được viết bởi một nhóm phù thủy vào thế kỷ thứ 16. Những phù thủy này liên kết với quỷ một thời gian dài để am hiểu chúng. Nhưng cuối cùng á,
họ phải bỏ mạng để nhốt một số hiện thân của quỷ vào trong sách. Sau á thì quyển sách được đưa về tòa thánh châu Âu, giao lại cho những đại tu sĩ thuộc giáo phái trừ tà quản lý. Thời gian trôi qua thì quyển sách cấm này dần dần bị lãng quên, truyền từ người này á qua đến người kia, cho đến khi nó thuộc sở hữu và quản lý của thầy Trịnh. Chính thầy cũng không cảnh giác với sự nguy hiểm của cuốn sách, do sách được viết bằng mẫu từ Aram nên nghĩ rằng ít ai đọc và am hiểu được. Ngờ đâu á, giờ đây trang sách đã bị xé, hiện thân quỷ đã thoát ra ngoài và quỷ dùng sức mạnh để hướng dẫn cho người xé sách cách triệu hồi. Và như cậu thấy đó, nghi thức triệu hồi quỷ đang âm thầm diễn ra và chúng ta chưa biết làm gì á để mà ngăn chặn hết. Tôi ngờ ngợt trước những gì vừa nghe Lâm giải thích. Thật vô lý. Nếu như mà ai cũng có thể xé cuốn sách đó để mà triệu hồi á, thì bọn quỷ đã quay trở lại để phá hủy cái thế giới này từ lâu rồi. Lâm bước lại gần tôi. Cậu ấy lắc đầu. Không phải đâu. Tôi đã từng nói về việc triệu hồi 72 đại ác quỷ là không có hề dễ dàng. Việc này cũng tương tự là chỉ có hai loại người đủ khả năng xé cuốn sách và được quỷ hướng dẫn thôi. Một là phù thủy, còn hai là người mang hận thù nung nấu từ rất là lâu. Như tớ đoán nha, hắn ta có thể là một tay phù thủy, nhưng giờ khả năng cao hơn đó là một người mang rất là nhiều oán khí và thù hận. Tôi suy tư. Mà Lâm ơi, lỡ như á cái quyển sách này bị xé từ trước rồi chứ không phải bị xé lúc cho Hoa mượn thì sao? Tớ tin không phải Hoa làm cái việc này đâu. Con bé rất là tốt bụng, nó còn đang chuẩn bị thi đại học nữa. Sao mà gây nên chuyện tày trời này được? Lâm thở dài. Thiệt á, là tớ cũng không nghĩ Hoa làm như vậy đâu. Nhưng mà thầy Trịnh luôn kiểm tra sách cẩn thận, thầy chắc chắn nó đã bị xé từ lúc cho Hoa mượn cậu à. Do vậy á, cậu phải nhớ lại coi đã có những người nào khác ngoài Hoa từng chạm vào quyển sách ấy. Trong giây phút đó, trong đầu tôi hiện lên ba người: anh Chánh, Kiên và ông Tài. Những người này đã nhìn vào quyển sách khi tôi mang theo nó đi làm, nhưng tôi không chắc họ có chạm vào sách hay không. Tôi cũng chẳng muốn đưa ra kết luận chính những người anh em của tôi đang hãm hại lẫn nhau. Nhưng chợt tôi nhớ lại giấc mơ tôi gặp phải trong lúc ở phòng của anh Kiên. Chẳng lẽ đúng thật một trong ba người họ đang tiến hành nghi thức triệu hồi? Những người cầm những lá bài kỳ lạ ấy là ai? Hoàng, cậu nghe tớ nói gì không? Hoàng! Tôi giật mình. Cậu đang suy nghĩ gì đó? Không có gì đâu. Cậu vừa hỏi gì vậy? Tôi hỏi là cậu còn gặp lại cái sinh vật lạ ở ngoài hồ Mắt Xanh không? Không, tớ chẳng ra ngoài hồ đấy nữa, là đi làm thôi à. Trong tôi ánh lên sự cảnh giác. Tôi không nên kể thêm gì cho Lâm biết. Cậu ta đã không còn đáng tin. Chỉ mong thế lực nào đấy đang ve vãn ở nhà thờ này không đọc được suy nghĩ của tôi bấy giờ. Tới lúc đó, tớ phải đưa ra quyết định rồi Hoàng ơi. Tôi giật mình đưa mắt nhìn Lâm. Hả? Cậu tính làm gì? Lâm thở dài. Nếu mà thầy Trịnh cẩn thận với quyển sách đó, thì chuyện này chắc chắn là không có xảy ra. Tớ biết thầy Trịnh chẳng thể giúp chúng ta được. Đã tới lúc này á, thì tớ thực hiện nghi thức dâng mình với cha Đô Lê thôi. Tớ sẽ có sức mạnh tối thượng chống lại bầy quỷ đang được triệu hồi. Nếu tớ không dừng chuyện này lại thì vùng đất này sẽ chìm trong biển máu một lần nữa. Tôi nhìn Lâm. Cậu chắc chắn chứ? Lâm gật đầu rồi cười. Một nụ cười trông rất khác. Khi chuyện này kết thúc á, tớ sẽ được tôn vinh cùng cha ở Đô Lệ. Mọi người sẽ phải vâng phục tớ. Tôi nuốt nước bọt. Có vẻ không ổn rồi. Tôi e dè khi nhìn thấy Lâm như vậy, nhưng cố tỏ ra bình thường. Cần phải rút khỏi đây sớm thôi. Giờ tớ bận chút việc. Tớ về trước đây. Chào cậu nha. Khi có thêm thông tin gì, nhớ báo cho tớ liền. Rồi, chào cậu, tớ đi đây.
Tôi vẫn lén đứng ở ngoài để quan sát. Tôi cần biết chắc chắn điều gì đang khiến Lâm dừng thay đổi. Lâm rút ra một con dao từ chiếc túi vải. Cậu ta đưa lên, tự cắt lấy tay của mình, sau đấy nặn máu vào trong chiếc cốc gỗ trên bàn. Lâm đứng dưới tượng của cha ở Đô Lê. Cậu ta đưa hai tay lên, miệng lẩm nhẩm đọc kinh gì đấy trong quyển sách bên dưới. Bỗng nhiên, tôi thấy từ khóe mắt của bức tượng, máu đen bắt đầu ròng ròng chảy xuống. Biết rằng đây là điều bất thường, nếu ở lại, có thể tôi sẽ gặp nguy hiểm khi bị phát hiện. Cho nên tôi vội trùm áo mưa, dắt xe ra khỏi cổng nhà thờ, rồi đi mất. Sau khi đi được một đoạn, tôi tấp vào mái che của quán ăn ven đường. Lấy điện thoại ra, tôi gọi vào số máy ở nhà Nguyễn ở Sài Gòn. Tôi cần được nói chuyện với thầy Trịnh ngay lúc này. Tôi vẫn có niềm tin, chỉ mỗi thầy ấy mới giúp được tôi mà thôi. Alo. Dạ, chào anh. À, anh Hoàng phải không? À, đúng rồi. Cậu giúp lễ đang nghe máy. À, có chuyện gì vậy anh? Anh về Sài Gòn chưa? Chưa em. Thầy Trịnh cũng chưa về nước phải không? Dạ đúng rồi anh, chưa. Hết tuần sau á thì thầy mới về lận. Ừ, anh có việc quan trọng cần em giúp đây. Dạ, anh cứ nói đi. Em á, tìm cách liên lạc với thầy Trịnh giùm anh. Nói rằng anh muốn nói chuyện với thầy. Có việc gấp lắm em ạ. Ảnh hưởng tới rất nhiều người. Ôi, thế thì nguy quá. À dạ, mà thầy Trịnh á, có sử dụng Skype đó anh. Hả? Cái đó là cái gì vậy em? Giống, nó có giống như là Yahoo không? Dạ, dùng để đàm thoại video. Anh ra tiệm net nào gần đó đó, hỏi người ta thì người ta chỉ cho. Ừ, vậy em cứ bảo thầy cho anh cuộc hẹn nói chuyện trực tuyến đi. Khi nào được á, anh sẽ ra tiệm net. À dạ, em sẽ gọi lại sau nha. Rồi, anh cảm ơn em. Vừa dứt lời thì tôi gác máy, trong lòng nao nao như lửa đốt. Chuyện ngày càng phức tạp rồi, hy vọng sẽ liên lạc được với thầy càng sớm càng tốt. Khi trời dần về trưa, nhưng trên cao không hề chuyển sắc, âm u một cách khó tả. Những cụm mây đen vẫn ùn ùn kéo về, mưa lâu la không tạnh. Tôi ngồi trên chiếc xe máy cũ vừa đi vừa nghĩ ngợi, cũng chẳng quan tâm mình đang muốn đến chỗ nào. Tôi bỗng nhớ lại giấc mơ về người cầm những lá bài. Thấy lo lo trong lòng cho nên tôi quyết định quay đầu xe, đi về phía mảnh đất bái quỷ. Những trận gió thổi không ngừng, nước đọng trên lá cây buông mình rơi xuống lá chả. Rời khỏi đoạn đường đầy thông xanh thì cuối cùng tôi cũng đã đến nơi. Trong láng, Chánh, Kiên, ông Tài đang ngồi đánh bài. Vì mưa to gió lớn cho nên họ cũng chẳng muốn làm việc. Ủa, kêu đi chơi mà không đi chơi, ra đây làm gì mày? Làm gián bài không? Ông Tài nhìn tôi. Chợt, giấc mơ về đứa bé gái bị hãm hại trên đường hiện về. Tôi cảm thấy rụt rè và không muốn tiếp chuyện. Ra đây ngủ cho mát, dạo này khó ngủ quá. Tôi kéo chiếc ghế bố ra, ngã lưng lên đấy. Tôi xoay người nhìn mọi người chơi. Chập xong, tôi thiếp đi lúc nào không hay. Chương 10. Nợ máu trả bằng máu. Tôi thấy mình đang đi về phía hồ Mắt Xanh. Vùng trời trên cao đã tối lại như giấc chạng vạng. Kiên ở đằng xa ngồi trên cây cầu gỗ, tay cầm cần câu. Tôi cười, từ từ bước lại. Nè, đi câu á, xong rủ em. Kiên như chẳng nghe thấy tôi đang nói gì. Anh ấy vẫn ngồi yên vị. Sợi dây bỗng dưng dao động, dường như con cá đã mắc câu rồi. Kiên đứng bật dậy dùng sức kéo cái cần. Con cá này rất to thì phải, trông anh ta như đang dùng sức khá nhiều. Một âm thanh lớn vang lên, sợi dây cùng cái lưỡi câu bay khỏi mặt nước, nhưng chẳng có con cá nào cả. Bất ngờ, sợi dây đung đưa, chiếc lưỡi câu bay thẳng.
thẳng vào mắt của Kiên. Nó mắt sâu vào trong tận nhãn cầu. Kiên đau đớn, vùng vằng cái cần. Lưỡi câu bung ra, Kiên vứt cái cần xuống. Lưỡi câu lôi luôn con mắt của anh ta ra ngoài. Con mắt lấm lem gần máu ấy vừa rơi xuống cầu gỗ. Từ đâu, một con quạ đáp xuống và tha thứ đó đi. Tôi hì hục chạy lại để xem anh ta thế nào. Nhưng càng chạy lại càng thấy mình lùi về phía sau. Tôi bất lực, không ngừng gọi tên Kiên. Anh ta loạn choạng thêm vài bước rồi trượt chân té xuống hồ. Một sinh vật giống như con lươn ngồi lên. Đôi mắt của nó xanh lè. Tiếp đến là nhiều con khác bơi tới, vây quanh Kiên. Chúng tay phiên nhau mổ vào con người kia. Mỗi phát, trên cơ thể của anh ta lại lủng một lỗ, máu trào ra ngoài. Chúng tranh nhau chui vào trong người của Kiên, đục khoét không ngừng. Một vùng nước ven bờ hồ đã chuyển sang đỏ ngầu. Máu và thịt của Kiên bung ra hết. Những sinh vật kia ăn nó trọn vẹn, chỉ còn lại tóc nổi lên bền. Mấy khúc xương từ từ chìm xuống. Hoàng, Hoàng, làm gì ra là dữ vậy mày? Hoàng! Tôi giật mình, ngồi bật dậy. Khung cảnh trong làng, anh Chánh và ông Tài đang nhìn chăm chăm vào tôi. Ê, em sao vậy em trai? Mơ thấy ác mộng hả mày? Anh Chánh vuốt vuốt tai tôi. À, dạ, giấc mơ kinh khủng quá. Mẹ ơi! Tôi chớp mắt liên tục. Ủa, anh Kiên đâu rồi? Anh ấy không ở đây chơi bài với mọi người nữa hả? Ông Tài chỉ tay về phía con đường vào mảnh đất. Hồi lúc nãy á, nghe giọng của ông Trung, nó rủ thằng Kiên đi mua đồ câu cá rồi. Tôi hốt hoảng, vội đứng dậy nhìn về phía hồ mắt xanh. Chẳng hề có ai ở đó hết. Tôi chạy ra chiếc xe máy, ngồi lên, phóng đi mà không nói thêm gì nữa. Từng hạt mưa trĩu nặng hắt vào mặt đau điếm. Hai hàm răng tôi đánh vào nhau cầm cập. Sao lại thế cơ chứ? Chú Trung đã rời khỏi từ hôm bữa rồi. Chú ấy đã về Sài Gòn an toàn làm gì quay lại đây chi nữa? Chẳng lẽ lời bà Hậu nói đã đúng? Quỷ nhại giọng, giả vờ làm ai đó để dẫn dụ con người vào cõi chết. Tôi lượn nhiều vòng xung quanh ngôi làng, đến từng cửa tiệm bán đồ câu cá, hỏi thăm và mô tả lại xem có thấy thanh niên nào giống như anh Kiên đến mua dụng cụ hay không. Nhưng đáp lại chỉ là những cái lắc đầu. Khi chiều tà buông xuống, bóng đêm dần thả mình phủ lên vùng đất này. Tôi lái xe quay trở lại láng. Ông Tài ngồi một mình ở đấy, tay cầm chiếc điện thoại. Chú Tài gọi được cho anh Kiên không? Ông Tài lắc đầu hằng học. Trời ơi, tao điện muốn cháy cái máy luôn á, mà cứ thuê bao. Đi tìm vòng vòng mảnh đất nãy giờ cũng không thấy nó đâu. Tối nay hẹn đi nhậu mà giờ vậy, bực thiệt chứ. Mày mà thấy nó khách sạn hả, thì mày chửi nó liền cho tao. Tôi đạp chân chống xuống xe, đi vào láng. Không, con làm gì mà về khách sạn đâu mà thấy ảnh. Con cũng cố liên lạc với ảnh nãy giờ mà không được nè. Tìm mấy cái tiệm câu cá, không có thấy tâm hơi đâu hết. Ông Tài ngạc nhiên nhìn tôi. Nhưng mà ủa, sao mày phải tìm nó dữ vậy? Hay chẳng lẽ nó cũng rủ mày tối nay nhậu hả? Tôi chẳng muốn kể về giấc mơ của mình và những chuyện đang xảy ra cho ông Tài nghe. Nhưng tôi cần làm rõ một việc vào lúc này. Giọng tôi trầm xuống. Con, có việc nghiêm túc muốn hỏi chú đây. Dưới ánh sáng lờ mờ của giấc trời chạng vạng, ông Tài đưa đôi mắt nhìn tôi. Tôi hít một hơi thật sâu, gằn giọng rồi nói. Chú Tài, có phải á, chú và anh Kiên lúc hai người còn ở quê đã từng xâm hại một bé gái rồi vứt xác xuống kênh đúng không? Đồng tử ông Tài chợt giãn ra. Ông ấy không dám nhìn vào mắt tôi nữa mà né tránh sang hướng khác. Ôi, đúng là vậy rồi. Thái độ của ông ta đang trả lời rằng chính ông ta và Kiên đã gây nên tội ác tày đình đó. Ê, mày đang nói cái gì vậy Hoàng? Đừng có tào lao nha, xàm vừa thôi mày. Mày em mày biết hả?
Tôi lắc đầu, nhếch mép. Nếu không có thì thôi. Ông Tài dựng người lên. Tất nhiên là không rồi. Mày nghĩ tao với anh Kiên của mày là loại người đó hả? Mày có bằng chứng không? Mày cẩn thận cái miệng của mày đó. Tôi ngồi lên xe máy. Ừ, nếu mà không có gì á, sao chú phải dựng lông dựng tóc lên thế? Trễ rồi, thôi về trước đây. Xe của tôi phóng đi. Tôi vẫn nghe sau lưng là tiếng chửi thề của ông Tài. Đúng với kẻ có tật giật mình, chỉ cần nói trúng tim đen là muốn trở mặt ngay. Tôi bỗng thấy, nếu chuyện Kiên đi mà bị rơi xuống hồ là có thật, thì cũng là cái giá mà anh ta phải nhận lấy với những tội ác đã cùng ông Tài gây nên. Một đứa bé ở tuổi ăn tuổi học, đáng lẽ phải được thấy những món đồ chơi đẹp, những trang sách hồng. Vậy mà chỉ vì sự thú tính biến thái kinh tởm của hai gã đàn ông, đến giây phút cuối cùng phải chứng kiến cảnh tượng mà chưa kịp hiểu là gì. Nghĩ tới đây thôi, lòng tôi thật sự tê tái. Tôi chẳng còn niềm tin vào điều gì nữa. Coi như việc tôi tìm cách bảo vệ Kiên hay ông Tài là công giả tràng, chẳng ích lợi gì hết. Cũng cảm ơn thế lực nào đấy đang hiện hữu xung quanh tôi, đã cho tôi khả năng nhìn thấu mọi việc, không còn ngu xuẩn nữa. Tối hôm ấy tôi không về khách sạn. Tôi ngồi ở một quán nhậu ven đường, uống từng cốc bia một mình. Tôi thật sự không muốn gặp lại con người kinh tởm kia. Tôi cũng chẳng muốn gặp Lâm. Người không tin vào tôi, người xem thường tôi, người không vượt qua được bản ngã. Cậu ta liệu thật sự xứng đáng phục vụ cho phái trừ tà? Ôi, chưa khi nào tôi thấy chán ghét cuộc đời một cách khủng khiếp như thế này. Bỗng, chiếc điện thoại của tôi rung lên, là số máy của ông Tài. À, alo, đi nhậu Hoàng ơi, thằng Kiên nó rủ nè. Tôi cúp máy cái cạch, ném điện thoại trên bàn. Tôi cười khinh, lẩm nhẩm trong miệng. Vậy là quá rõ rồi. Các người có bao giờ chủ động mời tôi nhậu đâu. Tính xoa dịu rồi tìm cách môi móc xem vì sao tôi biết tội ác của các người chứ gì. Hay là các người muốn chuốc tôi say, sau đó thủ tiêu tôi xuống hồ mắt xanh, như cách mà các người đã làm với đứa bé ấy. Những con người độc ác, chuyện vậy mà cũng dám làm, thì tôi là gì mà không bị như vậy cơ chứ. Ôi, lòng dạ con người thật quá là não nề. 10 giờ tối, tôi dắt xe vào cái nhà nghỉ cách quán nhậu vài căn. Cũng may ở gần đây có chỗ ngủ nghỉ, chứ uống bia rượu vào rồi không nên lái xe tí nào. Ông Lễ Tân ở quầy thấy bộ dạng tôi say mềm, ông ấy bố trí cho tôi ở một phòng ở tầng trệt. Ông ta niềm nở đưa cho tôi cái thẻ gì đó. À, nhà nghỉ bên chú đang khuyến mãi, qua đêm 5 lần trong vòng 6 tháng sẽ được miễn phí một lần đó. Tôi cười, đưa tay nhận lấy cái thẻ. À, tiếc ghê, à, con chỉ ở lại đây đêm nay thôi hả? Không sao đâu, ở trên đây có một dấu tích và ghi ngày giờ bên dưới. Lần sau quay lại thì chú đóng thêm cho một dấu nữa nha. Ưu đãi nhất cái vùng này luôn đó. Vào bên trong, tôi kéo rầm cửa lại, thả lưng lên chiếc giường êm ái. Căn phòng khá cũ kỹ, chiếc đèn ngủ màu đỏ làm cho không gian thật huyền hoặc. Bỗng, tôi thoát khỏi cảm giác say. Tôi tỉnh táo cứ như chưa từng uống ngụm bia nào. Ôi, tôi ghét cái trạng thái này. Nó khiến tôi chẳng tài nào quên được những điều đang diễn ra. Tôi nhắm nghiền mắt lại, cố gắng ngủ một giấc, tập trung nghe tiếng gió mưa đập vào cửa sổ để tâm trí thôi nghĩ đến chuyện gì khác. Nằm được một chốc, chợt tôi nghe bên tai có tiếng ai đó đang gọi. Hoàng ơi, cứu anh. Tôi giật mình, đó là giọng của sếp Khoa. Ông ấy bị làm sao thế nhỉ? Tôi đứng dậy rời khỏi giường. Hoàng, cứu anh. Tôi la lên. Bác Khoa, bác ở đâu? Giọng ông ấy hình như phát ra từ phía nhà vệ sinh. Tôi ngờ ngợt bước thật chậm. Là bác Khoa phải không? Hoàng, cứu anh. Hoàng ơi,
Tôi tới sát bên cánh cửa toilet, miệng gọi vào: "Bác Khoa, là bác đúng không? Sao bác lại ở trong đó?" Giọng nói ấy tắt hẳn. Tôi gọi thêm vài lần nữa nhưng chẳng thấy phản hồi. Đánh liều, tôi đưa tay lên chốt cửa, từ từ đẩy nhẹ ra. Trong này tối quá. Tuy nhiên nhờ ánh sáng từ chiếc đèn ngủ màu đỏ hắt vào, tôi vẫn nhìn được thấy mờ mờ. Không như tôi nghĩ, chỗ này khá rộng, nhìn chẳng giống nhà vệ sinh chút nào. Nó giống hệt như là một căn phòng bí mật. Tôi vừa đi, vừa đưa mắt nhìn vào tường. Những hình vẽ, những ký tự kỳ lạ như ép tôi phải tập trung vào chúng. Đầu tôi vừa va phải một cái gì đó, tôi không nhìn vào tường nữa mà xoay về phía trước. Tôi bụm miệng lại để không thét lên. Trước mặt tôi, trước mặt tôi ngay lúc này là một cặp chân người đang lơ lửng trong bóng tối. Tôi hít một hơi thật sâu, từ từ đưa mắt lên nhòm. Một người đang bị treo cổ, nhưng không rõ đấy là ai. Tôi đánh liều, tay tôi run run đưa về phía bàn chân ấy. Tôi muốn xoay lại để xem rõ đấy là ai. Bất giác, cái thi thể ấy quay ngay về phía của tôi. Chính là ông Tài. Đôi mắt ông ấy trợn trắng, chiếc lưỡi nhũng nhiễu nước thè ra ngoài. Tôi hốt hoảng, theo bản năng tôi lùi lại từng bước một. Chợt, chân tôi trượt trúng một vũng chất lỏng nhớt nhợt. Tôi té ịch ra sàn. Trong không gian đầy huyễn hoặc kia, tôi thấy một người mặc áo khoác đen có nón đang bước lại. Ôi nguy rồi, hắn ta đã giết ông Tài. Có khi nào người tiếp theo sẽ là tôi? Sợ hãi, tôi bò lùi lại phía sau. Nhưng sao lại thế? Dường như kẻ ấy không thấy tôi. Hắn ta lấy dao cắt dây thừng, xác ông Tài rơi ngay xuống sàn. Hắn nhấc bổng thi thể lên. Trời ơi, kẻ này có sức mạnh thật là đáng sợ. Hắn đặt ông Tài lên trên một chiếc bàn gỗ. Trên bàn có những cây nến trắng và vô số ký tự lạ. Hắn tiếp tục lấy dây thừng trói tay chân của ông ta lại, dùng băng keo dán lên miệng của ông ta. Sau đấy hắn vỗ mấy cái vào mặt của Tài. Bỗng nhiên, ông Tài tỉnh lại. Kẻ mặc áo đen kia đi vào bên trong. Tôi tính chạy tới để cứu ông Tài, nhưng cơ thể tôi đã bất động như những lần trước. Kẻ mặc áo đen quay qua, trên tay hắn cầm một con dao chọc tiết và một con dao bầu. Hắn tiếp tục đặt một chiếc bàn gỗ nhỏ kế bên. Trên đó có hai cái bát. Tôi nuốt nước bọt. Tôi biết chuyện gì sắp xảy ra tiếp theo rồi. Kẻ mặc áo đen lấy khăn lau chùi những con dao. Sau khi hoàn tất, hắn tháo băng keo ra, nhét khăn vừa dùng vào mồm của ông Tài. Ông ta hoảng loạn, người cục cửa, đập lên đập xuống chiếc bàn rầm rầm nhưng không thể nào thoát được. Kẻ mặc áo đen đưa dao bầu lên. Con dao bầu bén ngót. Hắn bắt đầu làm những hành động kinh tởm, xẻo từng thớ thịt trên vai, bắp tay và ngực của ông Tài. Máu nhầy nhụa chảy ra. Người đàn ông ấy chắc đang rất là đau đớn. Tôi không dám nhìn cảnh tượng đó, nhưng đôi mắt cứ căng ra. Mỗi lát thịt bị cắt bởi con dao bầu, kẻ mặc áo đen cho vào hai chiếc bát. Sau khi khoét hết thịt ở những phần đó, hắn bắt đầu dùng tay lột da của ông Tài xé toạc một cách kinh hoàng. Tôi buồn nôn lắm rồi. Làm ơn dừng lại đi. Ông Tài vẫn còn cựa quậy rất mãnh liệt. Tôi không còn thể nào suy nghĩ được gì nữa. Kẻ mặc áo đen nhìn vào gương mặt của người đàn ông, mặc cho đôi mắt ướt lệ đỏ ngầu như đang van xin của ông Tài. Nhưng hắn vẫn tiếp tục lấy con dao chọc tiết, thọc, quấy vào cổ của ông ta. Máu bắn tung tóe phun ra như suối. Tôi cố xoay người lại. Thật khủng khiếp, thật quá nỗi ám ảnh. Ôi mệt quá. Tôi cử động được rồi. Tôi vội vã vắt giò lên cổ mà chạy. Cánh cửa không còn xa. Đột nhiên, một chiếc hố đen sâu hắm từ đâu lộ ra dưới sàn. Tôi rơi ngay vào trong ấy. Mồm tôi không ngừng thét lên. Tôi như đang rơi xuống 18 tầng địa ngục. Không, không.
Một tiếng nổ vang rền. Tôi giật mình ngồi dậy, nhìn ra khung cửa sổ đẫm nước mưa, có sấm chớp rạch ngang bầu trời. Tôi thở hổn hển, tim đập như muốn lọt hẳn ra ngoài. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, là chiếc giường êm ái, là căn phòng cũ với cái đèn ngủ đỏ ngầu. Tôi lấy tay vỗ liên tục vào đầu mấy cái, thì ra chỉ là một cơn ác mộng. Sau khi thấy đã bình tĩnh trở lại, tôi nhìn vào chiếc đồng hồ treo tường. 3:10. Không dám ngủ nữa cho nên tôi bèn đi ra ngoài sảnh, ngồi châm điếu thuốc cho tinh thần nhẹ nhõm hơn. Tôi mở điện thoại lên thì có nhiều cuộc gọi nhỡ của ông Tài cách đây vài tiếng trước. Do tôi đợi chế độ rung cho nên không hề hay biết. Tôi cất máy vào. Ừ, thôi thì tới đâu hay tới đó. 6:30 sáng, sáng thứ năm của tuần thánh. Hôm nay trời vẫn mưa, không có dấu hiệu ngừng lại. Từ sớm tôi đã thấy nhiều người cầm ô mặc quần áo chỉnh tề đi về phía nhà thờ tham dự lễ, gọi là lễ tiệc ly. Theo phúc âm, lễ tiệc ly là bữa ăn sau cùng của Chúa Giêsu với các môn đệ trước khi Ngài chịu chết. 7:00 sáng, tôi nhận được một tin nhắn từ số máy của cậu giúp lễ ở nhà thờ Sài Gòn. Cậu ta cho tôi số Skype của thầy Trịnh kèm theo thời gian gặp thầy. Đó là trưa nay. Tôi như không thể chờ đợi thêm, vội vã trả phòng rồi lái xe về khách sạn. Tôi cần tắm rửa và thay quần áo lịch sự để gặp thầy, dù chỉ cho thấy nhau qua màn hình. Đi vào trong sảnh giờ này vắng tanh. Tôi ngạc nhiên lắm. Ông Tài đang ngồi ở bàn một mình. Vậy là ông ta vẫn không sao ư? Nhưng không, vừa bắt gặp tôi ông ấy đã chạy ngay. Trông ông ta thấy tôi như thấy ma thấy quỷ. Tôi liền bám riết đuổi theo sau, cần phải biết chuyện gì đang xảy ra với ông ấy. Đến chân tường sân sau của khách sạn là một cái ngõ cụt. Ông Tài vội quỳ xuống, chắp tay lạy tôi. Ông ấy khóc lóc chẳng khác gì một đứa trẻ con. Hoàng ơi, tao lạy mày, mày đừng có giết tao. Tôi ngớ người ra, lần đầu tiên thấy con người thô lỗ bậm trợn như ông ta thành ra như thế này. Hả? Cái gì? Ai làm gì chú đâu? Chú đứng dậy đi. Đừng lại gần đây mà. Trời ơi, có ai làm gì chú đâu, bình tĩnh lại coi. Mặc dù kinh tởm con người này, nhưng thấy ông ta như vậy tôi cũng không đành. Sau khi trấn an tinh thần, tôi dẫn ông ta qua quán cà phê đối diện. Tôi bắt đầu gặng hỏi. Sao? Chú nói rõ ra đi, mắc mớ gì á mà chú nhìn thấy tôi lại hoảng sợ như vậy? Ông Tài mấp máy, đôi mắt ông ta không dám nhìn trực diện vào tôi. Đêm qua tao rủ mày nhậu mà mày gác máy. Gần nửa đêm thằng Kiên điện cho tao, nó nói nó với mày đang ngoài mảnh đất. Tao gọi lại nhưng mà thuê bao. Ừ, nói tiếp đi. Tao sợ thằng Kiên có chuyện gì, mặc đồ xong tao chạy ra đó nhưng không thấy ai hết. Trong lúc tao đang gọi cho mày thì tao bị ai đó siết cổ. Lúc tao gần hết hơi á thì được thả ra. Cái gì? Ai làm vậy? Tao không biết, nhưng tao nghe giọng gần giống giọng của mày. Nó nói là sớm muộn gì cũng lấy mạng của tao. Tao quay lưng lại, nó có sừng mày ơi, nó rất kinh khủng. Tao bỏ chạy về lại khách sạn, không dám đi ra ngoài nữa. Ông Tài chắp tay lại, người trung lên bần bật. Hoàng, nếu như mày với tao có ân oán gì thì mày cứ nói thẳng ra đi, đừng làm vậy. Tôi vội lấy trong ví ra cái thẻ khuyến mại của nhà nghỉ. Xem nè, tối qua tôi ngủ ở chỗ này. Nếu chú không tin tôi á thì có thể ra đó hỏi chủ nhà nghỉ xem tôi nhận phòng á rồi có rời khỏi không. Ông Tài khẽ giữ tấm thẻ trên tay, miệng của ông ta run run. Vậy không phải mày làm hả? Tôi châm một điếu thuốc,
rít một hơi dài. Chú tưởng á là ai cũng bất nhân như chú với thằng Kiên hả? Tôi còn gọi chú là chú á, là coi trọng chú lắm rồi đó. Ông Tài cúi đầu xuống. Ông ta nói lí nhí trong miệng. Nhưng mà tại sao? Tại sao mày lại biết chuyện đó? Ai nói với mày? Tôi đặt điếu thuốc xuống. Vậy là ông Tài cũng chịu nhận tội. Đây là giờ phút ông ta phải đối diện với tội ác của mình. Tôi nói chú nghe, có thể thằng Kiên đã chết rồi. Ông Tài mắt trừng trừng, miệng cứng đờ không nói nên lời. Tôi gằn giọng tiếp. Dù chú có tin hay không á, thì tôi cũng phải nói ra cái sự thật này. Có những con quỷ đang được triệu hồi tại mảnh đất làm homestay. Chúng thực hiện đủ trò, nhại giọng, tạo ra ảo giác. Chúng đang giết từng người trong đoàn của chúng ta. Chú Hưng á là chết rồi đó. Chú Trung á thì bị cảnh cáo. Kế tiếp là thằng Kiên. Giờ chú hiểu vì sao mọi người biến mất rồi chứ? Người tiếp theo á có thể là chú đó. Tôi nói cho chú nghe, nó sẽ xẻo từng miếng thịt trên người của chú ra, để chú chết từ từ trong đau đớn. Ông Tài sợ hãi bắt đầu bấn loạn. Ông ta co hai tay lên ngực. Giờ tôi mới để ý, nơi cổ của ông ta vẫn còn lại những vết ửng đỏ do bị siết. Tại sao lại là tao? Tôi nhìn ra ngoài trời mưa. Nhưng tôi phỏng đoán, điều căn cứ vào giấc mơ của mình làm nền tảng cho những suy luận của tôi. Mỗi lần mơ y như rằng xảy ra thành thật. Tôi chẳng rõ vì sao chú Hưng lại phải chết. Nhưng nếu nhìn vào cách thức quỷ tấn công Kiên và ông Tài, tôi hình dung ra được một điều khá logic. Nó liên quan trực tiếp tới tội ác hai con người này từng gây ra. Kiên đứng ở ngoài canh chừng, đôi mắt láo liên cái kết thì liền bị móc mắt. Ông Tài siết cổ con bé và vợ thì bị siết cổ. Rất có thể là ai đó đang triệu quỷ để báo thù. Hoặc là... Nè, chú Tài, chú trả lời thiệt đi. Tuần trước á, con có mang theo một quyển sách. Cái quyển sách cũ mà thằng Kiên bảo là sách đáng giá đó, chú nhớ không? Chú hoặc là thằng Kiên có chạm vào nó hay là xé gì nó không? Ông Tài lắc đầu liên tục. Ông ta khẳng định hai người chỉ dòm chứ chưa hề động vào. Và ông ta van xin tôi hãy cứu ông ta khỏi việc lần này. Tôi đưa mắt nhìn đồng hồ trong quán. Đã hơn 9 giờ. Trưa nay hy vọng thầy Trịnh sẽ giúp tôi tìm cách dừng lại mọi sự. Tôi chợt có suy nghĩ. Nếu ông Tài gây nên tội ác, tốt nhất nên để cho pháp luật xử lý. Ông ta cần phải bị trừng phạt bởi bản án cao nhất và đối diện với tòa án lương tâm, hơn là chết dưới bàn tay ác quỷ. Nè, chú Tài, bây giờ chú hứa sẽ ra đầu thú, khai báo những việc chú và thằng Kiên đã làm á, thì con sẽ đảm bảo an toàn cho chú. Ông Tài gật gật đầu liên tục. Được, được, được. Bây giờ mày nói gì tao cũng nghe. Tao ân hận lắm Đường Hoàng ơi. Tao sợ lắm. Có cái kẻ có cái sừng á. Tôi đưa điếu thuốc cho ông Tài. Tôi suýt xoa hai bàn tay vì lạnh. Có lẽ đánh người chạy đi, ai ngờ đánh người chạy lại. Nếu ông Tài thật sự biết hối cải, ông ta nên được hưởng khoan hồng. Tôi ngồi đó nhìn ra ngoài đường, suy nghĩ trầm ngâm về những chuyện đang xảy ra. Về Lâm, về vùng đất này, về bái quỷ, về cái hồ mắt xanh. Và rồi cũng sắp đến giờ hẹn với lại cha Paulo Trịnh. Tôi ôm hy vọng rằng thầy Trịnh sẽ giúp tất cả chúng tôi vượt qua được kiếp nạn này một cách bình an. Vừa rồi Nguyễn Nguyễn mới đọc cho các bạn nghe hai chương 9 và chương 10 trong bộ truyện Đất Quỷ, sáng tác bởi Hoàng, Easy và Phạm Hoa. Và như thường lệ, nếu các bạn thấy video này hay thì đừng quên like, share và quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn ha. Và các bạn cũng đừng quên nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh để mỗi khi Nguyễn Nguyễn ra video mới thì các bạn sẽ là người đầu tiên nhận được. Và nếu các bạn cảm thấy video này như thế nào ha, các bạn có dự đoán trước được cái cốt truyện của cái này nó sẽ ra làm sao thì đừng ngần ngại ha, comment ở bên dưới.
Và có thêm một thông tin cho các bạn nữa là bộ truyện này nó còn tương đối là cũng dài dài đó, chứ nó cũng không phải là nó sẽ kết thúc trong vòng 1 hay. Cho nên đó là các bạn, những cái lượt like của các bạn này, những cái lượt comment của các bạn, những lượt đăng ký kênh của các bạn, nó là một cái nguồn động lực rất là lớn để cho Nguyễn Nguyễn ra video thường xuyên hơn. Vì các bạn cũng biết á, nếu mà đọc lại những cái bộ truyện do tác giả, những cái tác giả sáng tác thì nó có rất là nhiều vai, cái dẫn truyện là một cái giọng đọc khác nhau, người nhân vật nam là một giọng khác nhau, xong rồi nam trẻ thì khác và nam già thì khác, mà giọng nữ thì nó cũng sẽ phải hơi khác khác. Mà những cái người nào tính tình người ta nhẹ nhàng thì mình cũng phải đọc cho nó khác, và mình phải nhớ hết tất cả những cái tuyến nhân vật đó để khi mà tới thoại là mình sẽ phải bung ra liền. Cho nên là phải thay đổi, nhiều khi là mình phải gằn cái giọng của mình xuống á. Kiểu hiện tại là trời Sài Gòn thì nó đang kiểu bị lạnh á, mình thì đang bị viêm xoang nữa, xong rồi gằn giọng xuống thì rất là đau họng. Cho nên là mong mọi người yêu thương Nguyễn Nguyễn nhiều hơn bằng cách là comment xuống ý kiến của mọi người, nhấn nút đăng ký kênh, like và share để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn ha. Rồi, chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong video ngày mai. Nguyễn sẽ đọc tiếp cho các bạn chương 11, chương 12 trong cái bộ truyện Đất Quỷ, sáng tác của Hoàng Easy và Phạm Hoa. Chào tạm biệt mọi người.